Hello, hello, chào tất cả anh em nha. Mình là LTL đây. Đẹp trai mã số 03 đến từ Canada. Ok. Thì hôm nay LTL đang lướt đọc comment thì tự nhiên lại đọc được cái comment này anh em ạ. Đó thì thanh niên này bảo mình là hóa thân thành Naruto đi, nó kéo cả họa nhà nó vào bấm like cho mình. Ok, thì hôm nay LTL sẽ quyết định là thực hiện cái thử thách là hóa thân thành Naruto để lấy top nha anh em. Đây thì cái bộ đồ này mình nhìn thấy cũng khá là giống Naruto anh em ạ. Thế anh em thấy là giống bao nhiêu điểm thì anh em chấm xuống nhá. Thang điểm 10 nha anh em. À mà anh em xem clip của LTL thì anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách là anh em xem đến cuối cùng nhá. Anh em đừng có tua một giây nào cả. Anh em mà tua thì LTN không có tiền ăn mì tôm đâu. Đó rất là buồn luôn. Ok thì không linh tinh luân thuyên nữa, thì bây giờ LTN sẽ vô trận luôn nhá. Thì trận này mình sẽ đi solo đua nha anh em ơi. Đó cho nó chết anh em ạ. Cầm Naruto nó phải chết chứ. Ok anh em nhá, thì vẫn như mọi khi hôm nay LTN lại tiếp tục nhảy cổng chơi nha anh em ơi. Tự dưng hôm nay có hai thanh niên này nhảy chung với mình nè anh em. Tí nữa mình sẽ cho hai thanh niên này về với đất mẹ luôn nhá. Nó dám bật mình anh em ạ. Nó không biết mình là ông chùm ở cổng chơi này rồi. Ok thì hôm nay mình sẽ quyết định là bán full máu đỏ cho anh em nhá. Chứ bình thường anh em cứ bảo mình là bán máu vàng. Anh LTN bắn gà quá. Hôm nay mình sẽ quyết định là thể hiện cái trình độ bắn máu đỏ cho anh em xem nhá. Đó anh em thấy chưa? Thì cái tóc của cái thanh niên này dựng đứng lên y hệt Naruto luôn anh em ạ. Thì mình kể cho anh em câu chuyện này nhá. Hồi bé mình rất là hay xem Naruto luôn anh em ạ. Xem đến cái lúc mà mẹ mình phải thu máy để mình học bài luôn. Đó thì anh em nào có nghiện phim Naruto như mình thì anh em comment xuống nhá. À ở đây có địch anh em ạ. Mình vừa thấy cái thằng lão nhà gà đây rồi, mình biết ngay mà. Mày chạy đâu? Chạy, ui nó ném qua mình kìa anh em. Mày ném qua quái ai đấy? Ui rồi mù mịt rồi anh em ạ. Ui mình cứ nhắm mắt mình bắn thôi. Nào mày chạy đi đâu? Ui cái gì vậy? Sao mình bắn lại không vào đầu là như nào anh em? Do mình kéo tâm hết sức rồi. Cái trận này nó bị sao nhỉ? Buồn cười thế nhỉ? À bây giờ mình sẽ ra một câu hỏi cho anh em nhá. Anh em nào mà hay xem Naruto thì chắc chắn anh em sẽ biết thôi. Thì ở đó anh em biết là Naruto từng 4 lần đại chiến với nhân vật nào? Anh em biết thì anh em comment xuống mình sẽ tặng quà nhá. Ui ở đây có thanh niên này anh em. Ui mày làm gì đây? Bây giờ mình sẽ ra mình móc lốp luôn nhá. Nào, mày mang cái đít của mày ra đây. Ui chạy đâu nhanh thế nhỉ? Hình như nó ở bên này anh em ạ. Nào ra mình kéo tâm luôn. Cái gì vậy? Trận này sao mình bắn lại không vào đầu nhỉ anh em? Ui may quá phát cuối cùng nó vào đầu anh em ạ. Ok ra đây quấn máu cho nó đầy ra anh em ơi. Đó không biết là đồng đội nó đâu thì trận này mình đi solo đua cũng khá là căng thẳng đấy anh em ạ. À mình cảm nhận thấy rung rung rồi anh em ạ. Đồng đội nó đến rồi anh em ơi. Đó thì game của mình mới cập nhật cái chế độ rung anh em ạ. Thì mỗi khi địch đến gần ấy thì điện thoại của anh em sẽ rung lên nhá. Từ từ đã, mạnh cứu à mai người dở cứu hộ cái. Hét xộc, ôi chết rồi bắn vào tầng gục rồi anh em ơi. Đặt kèo cái đá cho nó chắc. Làm mày ra đây, mang cái đầu của mày ra đây. À tổ lái à mày, tổ lái à mày. Ui sao bắn này toàn máu trắng là như nào anh em. Bình thường mình bắn full đỏ mà, trận này ký nhé. Từ từ lại bình tĩnh nè. Mày quá vẫn chết anh em ạ. Trận này chắc là mình hóa thân thành Naruto, mình bắn hơi ngu thì anh em thông cảm nhá. À mà anh em xem đến đây, anh em đăng ký kênh chưa đây? Anh em chưa đăng ký kênh thì anh em đăng ký kênh luôn đi nhá. Để giúp mình sớm đạt 2 triệu sub nha. Ok thì bây giờ LTN sẽ đi xuống cái căn nhà để mình nút đồ đã. Rồi, nút xong rồi anh em ơi. Không biết là trên này còn ai nữa không. Bây giờ mình cứ lên mình tìm hiểu qua một lượt nha. Để xem còn ai không nha. Ôi cái thằng này bắn gì đây? Mày bắn gì đấy mày? Bây giờ cạo đầu thôi anh em ơi. Ok bây giờ mình sẽ ra mình cà khịa nha. Cà khịa thần trưởng luôn nha anh em. Đó bật cái hành động này lên. Quẩy, giời ơi, cay chưa? Ok, quẩy xong rồi anh em ơi, rút tí đồ đấy. Ôi thằng này nhiều đồ đấy nhỉ. Ok bây giờ mình sẽ đi xuống chỗ thung lũng nha anh em. Đó đó anh em thấy chưa? Thì Naruto của chúng ta đang bay anh em ạ. Đang bay đi tìm địch. Thì không biết ở thung lũng này có ông cháu nào không nhỉ? Ông cháu là muốn cắt tóc không? Để anh cắt cho quả đầu môi cần chéo nào. À đây rồi, hình như hai ông cháu này muốn cắt tóc anh em ạ. Ngồi im thít này. Nào không cựa quậy để anh cắt tóc cho không cắt vào tai đấy. Đúng rồi, ngồi im. Ui ơi, đây một thằng nữa kìa anh em. Hình như hai ông cháu này AFK rồi anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ lên mình cắt tóc nhá. Lại có tiền ăn sáng rồi anh em ơi. Lại cắt được hai quả đầu thế là lại có tiền ăn sáng. Ui thằng kia nó dậy rồi anh em ơi. Không biết nó có bắn mình hay không. Ơ à, nó không bắn anh em. Mình biết ngay mà. Nó thấy mình bắn hay quá nó không bắn thôi anh em ạ. Nó chờ nó chết cho nó nhanh chứ bắn làm gì cho nó tốn đạn ra. Nào đứng im để anh cắt tóc cho nào. Ui chạy đi đâu ấy. Ui lag quá. Thế lại chạy ở dưới kia anh em ạ. Rồi quật luôn nhá. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình quật vào đầu hàng này luôn nhá. Đứng im. Đúng rồi. Đấy đứng im như thế có phải nhanh không? Chạy làm cái gì cho nó mệt ra. Ok thì LTN cắt xong hai quả đầu môi cần chéo rồi anh em ạ. Nhưng mà hai thanh niên này nó không trả tiền anh em ơi. Quịt luôn rồi anh em ạ. Bắn mất chết luôn không trả tiền ấy thì rất là buồn luôn. Vẫn chưa có tiền mua mì tôm. Thì bây giờ LTN tiếp tục là ra thắt đồng hồ nhanh em. Ok đã ra thắt đồng hồ rồi anh em ạ. Ở đây như có một ông cháu anh em ơi. Ông cháu này chắc là muốn cắt tóc rồi. Nào đứng lại để anh cắt tóc cho nào. Nhớ phải trả tiền nhá, đừng có chạy nhá. Chạy là anh cầm xe ô tô anh đuổi theo đấy. Anh báo công an đấy, đừng có chạy nhá. Đứng im nào, ui đứng im nào. Ui sao không cắt được tóc nhỉ. Thằng này đầu chọi nào nhỉ, mà cắt nó không ra sợi tóc nào anh em. Từ từ nào, mày đứng im để tao nhìn cái đầu mày xem nào. Ông cháu này mình thấy khá là cứng đầu anh em ạ. Nên là mình sẽ quyết định là ra gần để mình xem đầu như nào nhá. Rồi vẫn không cắt được nữa anh em ạ. Hình như là thanh niên này bị nấm đầu hay nào ấy.
cắt nó không tới luôn. Rồi, một viên vào đầu rồi anh em ơi. Từ từ đã. Ui, cái gì vậy? Sao bắn lại không trúng đầu vậy anh em? Ông cháu này có vẻ là khá là cứng đầu đấy anh em ạ. Dân chơi đấy, nên là bây giờ mình sẽ quyết định là dí cho nó nhanh nha anh em. Chứ bây giờ kéo thì chắc không kéo được đâu. Rồi, gục luôn rồi anh em ơi. Giờ ra mình thu tiền thôi. Nào, đưa tiền đây, không bắn bỏ mẹ mày bây giờ. Đồng đội mày đâu rồi? Không có tiền đúng không? Bảo đồng đội mày ra đây hiến mạng thì tao tha cho. Rồi, bây giờ mình sẽ cà khịa nhá. Ui, cái gì vậy? Sao map đi này tối mà sẽ thằng này nó nằm ra chết là như nào anh em? Ui, đồng đội nó chết luôn kìa. Vãi trưởng ra đây cái gì vậy anh em? Ủa chết rồi, không nút được đồ này anh em ơi. Vừa xong mình nút được mỗi cái xu mà sao không nút được đồ nhỉ? Ủa chết rồi, trận này lại gặp cái gì đây anh em? Ủa ảo thế nhỉ, tự thử rút dép em à? Không nút được luôn. Hay là trận này gặp quái vật nhỉ anh em? Vãi, mình không nút được cái gì luôn này anh em. Ủa chết rồi, từ từ ấy, mình cứ chơi đến cuối trận xem như nào nhá. Bây giờ mình còn không ấn được vào cái nút cài đặt cơ anh em. Đó, ấn cái nút mở bản đồ chưa ấn được đây. Chết rồi, không cả rút được súng rồi anh em ơi. Anh em bao giờ gặp cái trường hợp như này chưa? Từ để đun lên cổng trời đã. Vãi, không đun được cáp treo này. Cái gì vậy? Thôi bây giờ chắc là mình cứ chạy bộ cho nó an toàn nha. Thì không biết là trận này nhậu có gặp con quái vật gì hay không. Mình bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi anh em ạ. Thì cái trận này mình không chơi 12 giờ đêm nữa mà mình chơi 1 giờ sáng anh em ạ. Thì không biết là nhậu có gặp cái gì hay không. Bây giờ mình sẽ cứ lên cái vòng bò đấy anh em ơi. Cứ vào giữa cái bò cho nó chắc đã. Đấy, thì không biết là trên này có ai hay không. Vừa xong ở đoạn khu dân cư mình thấy con map nó còn tối u mờ như thế này cơ, nhưng mà mình không quay lại được anh em ạ. Đấy, mình ấn quay nó không quay được luôn, nên là bây giờ mình lên đây mình mới quay cho anh em xem đấy. Ui, cái gì kia anh em? Cái gì đấy, xì kia? Ui, giống ninja đấy nhỉ, hay là ninja nhỉ anh em? Mà thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ bắn nó chết luôn nhá. Nào, mà chạy đi đâu? Ui, cái gì vậy? Sao mình để tân lên đầu không lên đầu vậy anh em? Vãi trưởng ra đây. Ui, chơi game lúc 1 giờ sáng mà gặp cái cảnh tượng không kéo tâm được. Vẽ ra là tại con quái vật này anh em ạ. Mà không biết có phải quái vật không, để mình đến gần xem nhá. Từ từ đã. Ui, ninja anh em ạ, đúng là ninja rồi. Vãi, bắn nó không chết kìa. Naruto solo với ninja ở trong game FIFA của mình luôn. Lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp như này trong FIFA anh em ạ. Hình như là con ninja nó miễn nhiễm kéo tâm hay nào, mình kéo tâm nó không lên đầu luôn nhỉ. Ảo thật đấy anh em ạ. Ui, anh em thấy cái khinh khí cầu không? Nó hạ xuống nhanh ấy nhỉ. Ủa, hay là trận này lại như nào đây anh em? Ảo thật đấy. Từ từ mình sẽ thử kéo lại xem được nhá anh em. Ui, nó bật hành động nó kia mình kìa anh em. Vãi, anh em thấy chưa? Bất tử luôn kìa. Vãi trưởng rồi đấy. Giờ mình thử mở ống ngắm lên mình căn đầu nó nha anh em ơi, xem có được không nhá. Ui, đâu ấy? Vãi, biến mất rồi kìa. Ui, nó đã đằng sau mình rồi. Vãi trưởng đấy, con Naruto này. Từ từ để mình sẽ căn đầu lại rồi mình bắn nha anh em ơi, xem liệu nó có vô được đầu nhá. Từ từ để nó đứng im đấy anh em ạ. Phải dụ nó đứng im đây rồi. Đấy là, ui, vãi, bắn vào đầu nó dịch xuống người anh em. Con này nó bật hack à? Cái gì vậy? Bắn nó không chết đâu anh em ạ. Thôi chắc là bây giờ mình sẽ chạy luôn nhá. Ui, cái gì vậy? Sao không chạy được? Sao nó chạy chậm ní này? Ui, không thoát được game nữa này. Thôi bây giờ mình sẽ tắt nguồn mình đi ngủ luôn nhá. Bye bye anh em.